Cho ở nhà nhé. Anh đi đâu? Đi bẫy chim nhé. Anh đi bẫy chim à? Em đi. Như vậy em đi ra ao làm cỏ. Con đường này vui cho mày luôn. Lấy cả con dao rồi nhá.
Mẹ bắt được cá không? Bắt hết đi nhá. Úi, có một con đây. Đây, có ếch đây. To thế kìa. Để đây nhá, xem nhá, nó chạy nhá. Có cá. Úi, có cua kìa. Hãy subscribe cho kênh Phong.
đấy, dính cái nước kia đi, dính chết đấy. Vậy con vừa vậy ít vô đất không ở đây nhá, mày đi lấy dâu lợn nữa. Đây. Đi 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 nó sạch cái đi. Hay nữa đấy. Thank you.
đẹp thế nhỉ. Bộ quần con đẹp thật đấy. Gậy. Đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Đẹp đầu đầu chân. Con gà ấy. Dường như con nhưng không phải. Dường như con gà rừng cũng không phải. Thế là chim gì không biết. Chim chi chiêu ơi. Em đi sử dụng xem ngô ấy, hôm qua gió cả đứa đổ. Gầy hết không có cái nào nữa. Hết cả kia. Ngủ
ăn cái gì đó. Mất bao nhiêu công sức đói. Sao ông trời lại hại như thế? Thế này bây giờ tôi với Giang đi làm cái gì bây giờ? Chết hết rồi. Ông trời lại hại người như thế. Okay.
bao nhiêu cục sức rồi đấy. Chán quá. Chán. Sao rồi mẹ ông trời hại rồi, sao rồi? Buồn quá, mất hết, mất mùa hết rồi, năm nay mất mùa hết rồi. Sao rồi? Mẹ về đi. Mẹ về đi. Không sao rồi, mẹ ông trời hại rồi. Mang về chỗ cá ăn. Buồn lắm, vẫn thủ hết, không còn cây nào. Không sao, ai cũng bị rồi, mình sắp bị rồi. Mình mang này mang về chỗ cá ăn. Không sao rồi. Mấy gì thì cá ăn. Không sao. Không sao. Mất cái này không chịu. Lấy cái này thì cá ăn. Được chứ vậy. Chán lắm. Em đi cái dây này. Buộc anh đi lấy dây dây gùi đi. Có dây gùi thì vẫn còn không gùi được đâu. Làm bún bó rồi. Ừ. Bún bó.
dài chị. Hmm.